Rồi, ok. Đó. Ngon chưa anh em ơi? Thì nó sẽ rắc thêm nữa nhé. Rồi, quan trọng là phải ngâm gia vị đã. Nào, mắc khén. Đây, cái này gia vị mình yêu thích nhất mọi người ạ. Mắc khén, ăn rất là tê. Nhiều thế. Vâng, rất là. Trên Tây Bắc mình xem người ta làm không cho nhiều, nhưng mà Bao Đệ là cứ thích phải thật nhiều. Nhiều, tê, phê lắm. Tiếp. Từ từ đã, để anh thử xem. Anh nhìn thấy nó chưa gì. Nhạt nhạt. Lấy cho anh ít muối một canh. Muối một canh cho nó ngấm. Muối một canh cho nó nhanh. Từ từ ăn cho, từ từ ăn cho nó mắc kén nó đủ gia vị cả. Cho nó đủ đậm nát đang rất đây. Cho mặn không? Thêm muối không? Thêm muối một canh mọi người nhé. Rồi, bây giờ tiếp tục mắc khén. À, từ từ bóp cho nó. Bóp cho nó gia vị nó ngấm nhá. Không thì đổ tắt à. Thì nữa, thì nó rắc sao. Không làm nó đấy, nó ướp nó kia. Đồng tất này. Ướp khoảng tầm 1 tiếng nhá mọi người nhá. Xong bắt đầu sẽ cho vào sấy bằng điện. Thì mọi người sẽ lấy lò sấy điện của anh em mình. Lò hơi bị kinh điển luôn. Rồi, ok. Bây giờ để em đi rửa bồ. Rửa bồ để làm okay cái đúc để sấy mọi người ạ. Cho vào đây không ruồi. Ướp khoảng tầm 1 tiếng nhá mọi người nhá. Ok nhé mọi người nhá. Đó. Ướp được khoảng tầm 1 tiếng rồi nhá mọi người nhá. Đây. Nhìn thấy thịt đây. Đó. Đấy, bây giờ sẽ xếp vào đây. Đại ý là sẽ cho vào đồ, cho thịt trâu vào đây xong sẽ cho vào bù như này nhá mọi người nhá. Đặt vào đây. Đó, đặt vào đây. Xuống dưới đây để hong bằng bóng điện nhá, bóng úm gà nhá mọi người nhá. Rồi bây giờ phải chặt tàu lá chuối vào đây đã, chặt tàu lá chuối để lót cho nó dính mâm. Ok nhá mọi người nhá. Bây giờ sẽ phân loại ra những miếng mỏng với kia thì cho một bên nhá. Hả, cháy đi, cháy lá chuối á? Không, cháy sao được? Mình để hong. Dẹp. Ok nó, cháy được gì đâu? Đó, sau mình thăm hàng ngày mà. Mày cho tớ dày sang bên đấy. Tớ dày sang bên đấy đi. Bây giờ sẽ làm những miếng mỏng. Làm cơ nhau hết mà. Không biết là kêu không nhỉ? Không biết là nó có bị đấy không nhỉ? Bị thường không nhỉ? Em nghĩ là vừa đấy, không thừa đâu. Hai mâm này không biết hết không nhá mọi người nhá. Nhưng mà nếu mà kiểu mình đặt cái que chiên ấy ngang này. Chiên ngang làm gì? Cháu chiên kiểu nó khô lên. Ở xong mình lật. Lật à? Đặt que chiên á. Được rồi, không cần. Xếp nó kín vào, xếp kín. Xong rồi nó khô nó quắt lại. Là mình sẽ khả năng thiếu chỗ rất là cao. Nó dày chưa? Đủ chưa? Đủ anh ạ. Đủ rồi. Đủ chỗ nha mọi người nhá. Vừa khít này khít. Khít. Rồi.
Bây giờ sẽ cho vào. Nào, bê lên đây. Để đến cho là mâm này. Đặt bóng vào giữa này. Ok. Cao cao lên giữa. Hả? Không, cao sợ nó lắm. Ok, tí nữa mình cứ thử. Đây là khô nhanh lắm. Rồi, đây nhá mọi người nhá. À, sẽ đặt vào như thế này. Bây giờ sẽ bật điện cho mọi người xem nhá. Đóng điện vào. Đấy. Giống kiểu úm gà không mọi người? Sao một bóng sáng vàng một bóng kia nhỉ? Em biết cái bóng đó. Bóng này bóng đều sao ấy? Bóng này bóng chuẩn đúng không? Nó phải đỏ như này chứ nhỉ? Sao ấy? Mà bóng này cũng bé bé hơn mấy cái bóng ú lợn nhỉ? Chắc bóng được công suất bé hơn 250 đấy. Tôi cứ để tạm thời cứ để thế này đã nha mọi người nhá. Ủ vàng. Sau kiểm tra sẽ tính sau nhá. Dự kiến là sẽ 2 ngày. Sẽ úm trong vòng 2 ngày nhá. Ok, mọi người theo dõi nhá. Đấy nha mọi người nhá. Cho mọi người xem 4 tiếng của anh em mình như thế nào nhá. À, khô khô đấy. Ôi. Wow. Một cái miếng này nó khô khô hết mặt rồi nhá. Ở dưới thì vẫn ướt nguyên. Ở dưới vẫn ướt nguyên, bây giờ sẽ phải lật đi. Lật nó lên. Mình dự là khoảng tầm khoảng cái này thì lâu hơn là ướt lắm, ở dưới khá là ướt nhé. Nhiệt độ khá là nóng. Mình nghĩ là nó phải tầm trên 50 độ. Rồi. Một bên này. Tiếp tục bên này. Cũng khô mặt. Nhưng mà vẫn ướt ở dưới. Được khoảng từ trưa đến giờ là khoảng tầm 5 tiếng mọi người. 5 tiếng. Lật hết nó lên. Không biết nó ok không, khéo lại hỏng hết. Mình thấy nó hơi thiếu nhiệt một tí. Hơi thiếu nhiệt một tí. Khéo lại hỏng hết thì chết dở. Mất mấy cân thịt. Còn bây giờ chỉ có chờ thôi. Qua một đêm rồi nhá mọi người nhá. Đây. Đây là mùi giống hệt cảm gà luôn. Đúng như kiểu và nó khô, cảm lợn trầm trọng ạ. Nó khô cũng ấy khô phết này. Còn đang chờ cái kia bỏng đột ra đấy. Nhưng mà bây giờ phải chuyển nó ra ngoài đã, tại vì nó mùi hết cả nhà luôn rồi. Hay là mùi lá chuối luôn? Không, mùi nó không phải thơm nữa mà nó thành mùi gì ấy. Quên đấy. Quên xách xách cho anh đến đây. Bây giờ bỏ bóng điện ra này. Đấy, nó nhanh nhẹ, nó cháy. Anh điểm dưới điện là nó cháy dưới điện đấy. Để đây. Không có tí nữa là mình kéo kia nha. Cho ra ngoài nó mùi nhà mọi người. Khô phết rồi đấy. Nó là mùi quá. Mùi như cám gà. Giờ sẽ chuyển nó ra đây nhé mọi người nhá. Ui, khô này. Cũng khô ác phết đấy. Nhưng mà ở trong nó vẫn mềm nhá. Ui, mắc khén rơi ra hết. Mùi nó không được thơm bằng kia. Nó mùi hay lắm. Có mùi lạ. Mùi miếng dày. Bây giờ sẽ đặt kê cao nó lên để cho nó phản cái một cái mâm ở dưới nhá. Đấy, đặt kê cao cái này lên để cho cái mâm ở dưới nó sẽ phản nóng lên cho nó nhanh chín nhanh được.
Ok nhé mọi người nhé. Sẽ giữ thế này khoảng tầm từ giờ đến tối. Được bây giờ thì được khoảng tầm 24 giờ đồng hồ rồi. Cũng khá là khô rồi nhưng không biết là có bị gì không. Nhưng mà mùi nó không được ngon. Và cái thứ hai được tốn điện lắm. Xong cái vụ này chắc phải mất thêm 300.000 tiền điện do hai cái bóng này. Bóng 250W chuyên úm lợn nha mọi người. Ok nhé mọi người nhé. Vậy là sau khoảng tầm hơn 1 ngày 2 ngày, à không, 4 tầm 40 tiếng. Khả năng là nó đã xong rồi. Vì nó cũng là khá là khô rồi nhé mọi người nhé. Ui dồi. Đây. Ui. Vết bỏng. Khô loang rồi. Đây đây này, mày lấy chỗ kia ra xem nào. Không có lấy được. Đây nữa. Rút điện đi, rút điện đi. Tốn điện kinh khủng nhá mọi người nhá. Mình còn chưa xem mùi, cảm giác mùi nó kiểu gì ấy mọi người. Như kiểu cám gà trộn với lại lên men. Đi xì rượu khoán trăng trọng mấy mùi này. Kinh lắm. Mùi hay lắm mọi người này. Nó khô, cái này khô điêng này. Mình sẽ chọn ra khoảng tầm vài miếng nhá. Hai miếng sẽ hấp. Hai miếng này hấp này. Miếng nào nói chung là để thử xem là ăn nó như kiểu gì nó ngon nhé. Đấy. Còn chỗ này sẽ đây lại. Đây lại, nhiều đông ngon, nướng lên nó ngon thì sao? Đây lại gì ạ? Nếu về độ sạch sẽ các kiểu thì là thì chuẩn rồi, nhưng mà không biết mùi vị không. Cái này nó sạch hơn theo kiểu như hun khói nhá mọi người nhá. Là một miếng này, một miếng này. Miếng này hấp. Nào, mở ra. Đây. 2, 3, rồi. Ok. Để vỉ, ra đây nướng 2 miếng nữa. Cái bật lửa nhé. Bật lửa đi. Sẽ nướng 2 miếng nữa nhé mọi người nhé. Ok, 2 miếng này sẽ nướng. Không biết là bình thường thì các bếp thì không nướng đâu, người ta hay vùi giò cơ hoặc hấp cơ, nhưng mà mình nướng thử xem sao. Ở trên bản người ta hay vùi giò nhỉ anh nhỉ. Nhưng mà chơi kiểu thế nhà nào mà có mèo nhà nào mà có con mèo ấy, nuôi mèo là mèo đấy. Ỉa do. Hả? Ôi. Tự dưng là thì trong các bếp có thêm vị lên men chua. Nghĩ đến là thấy tưởng là. Nhưng mà chắc là nhà ai không có mèo người ta mới làm thế. Ngon. Ok rồi nhé mọi người nhé. Nướng lên thì nó sẽ cháy ấy. Nó vẫn cứng. À, nó vẫn cứng. Chém ấy nhỉ. Như cám nướng. Yeah. Cả cái mùi mắc khén hạt rổi nữa rồi. Mùi không ngon đâu. Không biết kiểu nó hong bằng điện nó. Đấy, à đây sang xem cái phần hấp xem sao. Như kiểu người ta phơi cả khô đi hẳn. À ừ. Đúng. Giống mùi khá khô phơi hẳn lắm mọi người ạ. Cái mùi này giống mùi cám. Giống cám ăn thẳng. Tôi đổi nó ra xem ra nhá. Cái này là cái hấp này, cái nướng này xem nào. Khô. Đang được cảm thấy mùi trăng trọng ấy. Cảm thấy mùi gì ở cáo lợn trăng trọng ấy. Thử chưa? Này, thử chưa đi. Này, anh nhìn này. Đây, đây, thử miếng này này. Ấy, miếng này nhìn còn đỏ hơn nè. Đẹp hơn nè. Đấy là miếng nướng nha mọi người nhá. Rồi. Ấy, à, giống trâu sấy phết lên này. Thì vẫn sấy mà thì sấy điện này. Thank you.
đuổi đến luôn này. Thấy không? Bà ăn à? Ăn chạm chạm mùi cán lắm. Thử miếng hấp nhá. Không ăn được không ạ? Ồ, vậy là mất 5 cân thịt trâu. 5 cân thịt trâu bao tiền? 5 cân thịt trâu lại còn tiền điện nữa. Phải tầm hết thêm 1 triệu. Tốt. Mùi cực kỳ giống cá ăn thẳng luôn. Thế mọi người luôn. Không hiểu sao cái mắc khén hạt dổi đốt bằng điện nó kiểu gì ấy. Tầm lên 1 triệu. Chờ anh tí. Nhìn thì là rõ là đẹp nha mọi người nhá. Không được.